Mọi người, mình là Thiên Thanh đây. Thì hiện tại cũng đã 10 giờ rưỡi trưa rồi và mình cảm thấy rất là đói bụng. Mà với lại mình cũng cảm thấy rất là thèm đồ hàng nữa. Mà mình đi xung quanh đây thì không thấy cái cửa hàng đồ hàng nào hết trơn á, nhưng mà mình thấy cửa hàng tiện lợi GS25. Thì theo như mình được biết á, thì đây là một cửa hàng tiện lợi từ Hàn Quốc du nhập về Việt Nam. Và mình sẽ làm một cái thử thách hôm nay, đó là với 100 nghìn này thì mình sẽ ăn được những gì ở GS25. Các bạn đi cùng mình nha. Trong GS25 rất là nhiều đồ ăn và mình đang có mặt ở quầy đồ ăn liền. Thì ở đây mình thấy có rất là nhiều cơm, thịt bò, nhưng mà mình nghĩ là bây giờ mình ăn cơm thì rất là mình sẽ no, nên là mình sẽ ăn ăn cơm nấm thôi, ăn sushi đi mọi người ha. Mình sẽ ăn sushi thập cẩm 29 ngàn. Ok, ý để mình lấy cái giỏ cái đã, mọi người đợi mình xíu. Nope. Wow. Bây giờ mình sẽ đi qua bên đây. Mọi người, mình sẽ ăn cái gì ta? Mình thấy ở đây có sữa chuối mọi người. Sữa chuối. Mình coi phim Hàn á, mình thấy người trong phim người ta uống sữa chuối nhìn ngon lắm, nên là bây giờ mình sẽ thử. Thì cái hộp này là 20 nghìn. Và bây giờ mình đã tốn 49 nghìn rồi ha. Uống sữa chuối thôi được rồi ha. Thôi mình sẽ đi qua đây kiếm snack đi. Mình sẽ kiếm... Tteokbokki. Thôi ra lựa tteokbokki đi. Mình sẽ để xuống đi. Trốn chỗ. Qua menu, qua menu. Qua menu, qua menu. Cái này. Chị ơi, cho em một phần tteokbokki không có trứng được không chị? Dạ, cho em phần 18 ngàn nha chị nha. Mọi người đợi xíu, chị đang làm việc. Ấy có ăn lẩu không? Một phần 24 ngàn. Là hồi nãy mình đã mua sushi với lại mua sữa chuối là hết 49 ngàn rồi. Bây giờ mình sẽ mua một phần lẩu 18 ngàn nữa là 67 ngàn. Mình sẽ còn 67 ngàn thì mình sẽ nghĩ là mua lẩu không mọi người. Ok, bạn camera đã lắc đầu nên là mình sẽ không mua lẩu. Đây là mình sẽ qua mua tráng miệng ha. Bây giờ mình sẽ đợi chị gọi phần tteokbokki cho mình. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy. Bây giờ chị đang bỏ lại đi sắm đồ nóng. Mình dùng ở đây
Ok, và bây giờ mình sẽ đi lựa các món tráng miệng nha. Đi. Hồi nãy bạn camera nói với mình đó là bạn camera muốn ăn bánh lăng, nên là mình sẽ mua 2 phần bánh lăng nha. Ok. Ok. Xong ha. Phần này với lại cái ly tteokbokki nó là gần 100 nghìn đó mọi người. Ok, bây giờ sẽ ra tính tiền một lần luôn nha. Hồi nãy thì mình tính tiền thì ly tteokbokki là 18 nghìn. Cái hộp sushi là 29, hộp sushi là 20, hai hũ bánh lăng là 22 nghìn. Và mình tổng cộng là 89 nghìn thì mình còn 11 nghìn nữa. Thì mình quyết định sẽ mua một ly nước cho một ly đá. Thì ở đây mình thấy có coca 9 ngàn, mình quyết định sẽ mua ẻm. Ok, bây giờ mình sẽ ra kêu chị nhân viên cho mình thêm một ly đá nữa nha. Chị ơi, đá mình có bán riêng không chị? Ly đá chị? Dạ, chị cho em thêm một ly đá nhé. Tính tiền cái này giùm em nha. Thì tấm kỳ của mình nằm ở đây nè. Thì tấm kỳ của mình nằm ở đây nè. Bây giờ nó nằm ở đây để đợi mình. Mình cần thăm nóng lại này không em? Dạ, thăm giúp em cái sushi nha. Tám chục nghìn. Dạ có. Dạ có, dạ có. Một ly đá. Của mình tổng cộng là 7. Chị tính luôn, chị tính luôn tiêu luôn đi tteokbokki kia nha chị. Dạ. Em đưa chị 100, em có 1.000 không gì? Có, chịu túi. Dạ, cảm ơn. Hay quá, cảm ơn. Okay. À dạ. Dạ, cảm ơn. Quên lúc mà ngồi, hồi nãy mình quên lấy cái muỗng ăn bánh lăng. Lúc này mình thấy hơi nắng rồi, quyết định sẽ đổi chỗ ngồi vô trong góc ngồi. Ok, bây giờ nó tìm được chỗ ngồi rồi, cái chỗ này nó hơi đông mọi người, nên là không biết mình có thu tiếng được hay không. Như thế, rửa tay trước khi ăn. Không có tìm cách để mình nâng camera lên được nên là thôi mình sẽ ngồi góc này đỡ nha. Sẽ rất nước ngọt cái đó tan tan. Cái gì giờ sẽ ăn tối kia chứ để có hại gì chứ mình sẽ ăn thôi, ăn cái hai luôn thì cái này tôi ăn vậy. Món này mở sao vậy, này mở sao vậy gì? Thank you.
mình chưa ăn tới cái gãy bao giờ nha mọi người. Đây là lần đầu tiên mình ăn. Phong của mình là 18 nghìn. Thấy là quá trời độ. 18 nghìn mà mở lại hơi khó ít cảm. Chị không có bự mồi. Em muốn thay bự luôn. Các bạn nó không có nhận động được, nó hơi nhạt xíu. Nó hơi cay. Không ạ. Cái gì hồi nãy mình xin thêm hỏi mua thêm thức được không? Cái ăn thuốc thì không, nó một ngàn. Bỏ ở đây hả? Ở trên phòng sushi của mình có một miếng xúc xích. Thì mình quyết định sẽ bỏ ra cho tới bất kỳ. Thì anh bất kỳ không bị ngán quá. Nên bây giờ mình sẽ phẫu thuật ra nha mọi người. Ăn cơm không mọi người, tại vì bị mất xúc xích rồi. Sao anh lấy số cực kỳ. Vậy là miếng này đi qua ăn như thế nào nha. Miếng mà nó dở lắm. Mình sẽ kêu mọi người làm gì đúng không? Cái cục cơm này cũng với tất cả mọi người. Hộp sữa chuối đây, mọi người thấy rất là no cho mình ăn không nổi nữa. Nên là bây giờ mình sẽ đi chụp hình, sau đó mình sẽ uống cái hộp sữa chuối này sau ha.
nói là mình sẽ đi đi chụp hình, sau đó mình phải uống cái hộp sushi đây. Mình đi chụp hình ở nhà sách Hải An, hộp sushi của mình nè. Tôi bây giờ mình sẽ uống nha. Đi một khoảng thời gian lâu nên là nó hết lạnh rồi. Mình đang ở trong nhà sách đó nên là mình không có nó to được. Ê ngon mày. Nó giống cái kẹo mình, cái kẹo dẻo mà hương chuối đó mày biết không? Kẹo bốn mùa hay là kẹo dẻo gì á. Thơm lắm mọi người. Nhớ like, subscribe và ủng hộ cho mình nha. Bye bye.